Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 76 tiết 2. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Dưới đây là số khẩu trang 4 công ty may được trong một ngày. Công ty Sông Hồng may được 39.000. Công ty Sông Đà may được 43.000. Công ty Sông Thao may được 51.000. Công ty Sông Cửu Long may được 29.000. A. Trong một ngày, công ty nào may được ít khẩu trang nhất? Công ty nào may được nhiều khẩu trang nhất? Trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em so sánh các số này để các em tìm ra số bé nhất và số lớn nhất. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em làm bài trước ra giấy nháp nha. Rồi đây các em biết là số 29.000 nó bé hơn số 39.000, bởi vì 29 bé hơn 39, 39 bé hơn 43, 43 bé hơn 51. Như vậy chúng ta đã sắp xếp được các số này theo thứ tự tăng dần. 29.000 là của công ty Sông Cửu Long, 39.000 là công ty Sông Hồng, 43.000 là công ty Sông Đà, 51.000 là công ty Sông Thao. Như vậy, trong một ngày, công ty may được ít khẩu trang nhất là công ty Sông Cửu Long. Công ty may được nhiều khẩu trang nhất là công ty Sông Thao. B. Tên các công ty viết theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất là. Từ nhiều nhất đến ít nhất, tức là chúng ta viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Được chưa? Theo thứ tự giảm dần. Đầu tiên là Sông Thao, đến Sông Đà, đến Sông Hồng và ít nhất là Sông Cửu Long. Rồi công ty Sông Thao, công ty Sông Đà, công ty Sông Hồng và ít nhất là công ty Sông Cửu Long. Bài tập số 2, các em viết số thành tổng theo mẫu 12.307 bằng 10.000 cộng 2.000 cộng 300. Không chục thì các em không cần phải cộng, và cộng với 7 đơn vị. Rồi theo mẫu chúng ta có 9.136 bằng 9.000 cộng 100 cộng 30 cộng với 6. Tương tự các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Tiếp theo là 21.058 bằng 20.000 cộng 1.000. Không trăm thì các em không cần phải cộng. Các em cộng với 50 và các em cộng với 8. Tiếp theo là 35.270 bằng 30.000 cộng 5.000 cộng 200 và cộng với 70. 50.493 bằng 50.000 cộng với 400 cộng với 90 và cộng với 3. 72.364 bằng 70.000 cộng 2.000 cộng 300 cộng 60 và cộng với 4. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, nối mỗi tổng với số thích hợp. Rồi các em quan sát tổng thứ nhất. Tổng này có kết quả là 43.000
260. 43.260. Rồi tiếp theo tổng thứ hai. 64.302. Được chưa? Không chục thì em đọc là linh. 302. 64.302. Rồi tổng này 9.725. 9.725. 50.528. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. Rồi trước hết là số này 7.000 cộng 400 cộng 50. 7.000 cộng 400. À còn thiếu số 50. Số tiếp theo 50.000. 50.000 cộng 6.000 cộng 200 cộng với 7. 50.000 cộng 6.000 cộng 200. À còn thiếu 7. Rồi số này 8.000 cộng 300 cộng với 3. 8.000 cộng 300 cộng 3. À còn thiếu 3. Rồi số này 30.000 cộng 5.000 cộng 100 cộng 90. 30.000 cộng 5.000. À cộng 90 rồi còn thiếu 100. Bài tập số 5, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. A. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là. 5 chữ số khác nhau mà là số lớn nhất thì chữ số đầu tiên các em phải chọn là lớn nhất. Được chưa? Chữ số tiếp theo các em cũng chọn là lớn nhất nhưng phải khác 9. Chữ số tiếp theo các em chọn là lớn nhất nhưng phải khác 9 và 8. Rồi chữ số tiếp theo các em chọn là lớn nhất nhưng phải khác 7, 8, 9. Tương tự, chữ số cuối cùng các em chọn là lớn nhất nhưng phải khác 6, 7, 8, 9. Được chưa? Đó là số 98.765. B. Số tròn trục lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là. À các em nhớ số tròn trục thì chữ số cuối cùng phải bằng 0. Lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Vậy cái số ở trên này các em thay chữ số cuối cùng bằng chữ số 0. 987660. 98.760. Và bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.